Ok rồi, nhị đệ tử Mỹ Hạnh nói mấy câu. Tên mình là Thi Mỹ Hạnh, là nhị tỷ thôi. Hôm nay thứ nhất là cảm ơn các anh chị em, các cô chú các bác ở mọi nơi đến, và đội ơn nhất là sư phụ cho mình có duyên để tới đây lại sám hối với cha với mẹ. Đó là một cái mình nghĩ mình không bao giờ được, nhưng mà hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, có phải vậy không ạ? Những lời hay ý đẹp á thì có sư phụ với lại Đại sư tỷ Thiên Vân nói rồi, nên con nên xin ngắn gọn là cái ngày mà hôm nay á, là như sư phụ đã nói là cha ở trên mọi nơi, thì sau đó các mọi người có thể có 5 phút riêng hay là cứ tiếp tục tâm sự. Và sư phụ đã nói rằng là anh chị em trong nhà tất cả mọi người á là không nên giận nhau quá 3 ngày. Thì hôm nay là năm mới, mình sẽ có một chapter mới, đâm ra tất cả hận thù ghen ghét mọi thứ đều bỏ qua, không thấy không? Có nghĩa là cha mẹ vui thì chúng ta vui, vì một số những đứa đệ tử thân cận là có sứ mệnh. Mấy vị không có kêu Thiên Vân hay là Mỹ Hạnh hay Trinh hay là Cẩm Tú hay là Thu Ba hay là Tính đồ là đệ tử, mà kêu là những hộ pháp của con. Cả Thiên Hòa Tâm đang ở Việt Nam cũng đang đi làm đường, cũng là hộ pháp. Thì khi những hộ pháp thì sai đường á là bị la nhiều nhất, là ở bờ trên xử thẳng á. Xuống đây không phải mà nhảy dù xuống mà ai cũng thành công. Giờ con nghĩ bao nhiêu lính mà nhảy dù vô rừng, bao nhiêu người còn sống sót quay về. Nhưng mà sư phụ là người biết trước lỗi của các con làm gì. Để tự kế tiếp Cẩm Tú con nói mấy câu. Con thưa sư phụ và các anh huynh đệ tỷ muội, con tên là Thiên Cẩm Tú, thì con cũng mới được sư phụ nhận làm đệ tử tháng 9 vừa rồi thôi, nhưng mà con đã coi cái clip của sư phụ từ những ngày đầu. Thì con á, là sinh ra là con cũng được may mắn là được gần Phật pháp, là Phật tử, là huynh trưởng, thì mình cũng đã được từ nhỏ tới lớn là con đã được gần Phật pháp và được tụng kinh, đại khái là cũng học hiền. Nhưng mà con không có biết cha mẹ, con có không biết là Ngọc Hoàng hay là mẹ là ai. Thì khi mà coi sư phụ những cái clip đầu tiên thì tự nhiên lúc đó con mới biết Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Diệu Trì. Thì lúc đó trong lòng mình á mới quay về hướng tự nhiên, mình tin mà mình không có biết một cái gì hết. Này khá là tại vì trước đó là mình cứ nghĩ là Phật tu Phật là về Niết Bàn, là giải thoát, còn ông trời là nhỏ, thì mình không phải là không tin, nhưng mà mình muốn đi cao hơn, mình nghĩ là Phật là cao nhất rồi thì không có cần phải quan tâm những cái khác. Nhưng mà khi khi mà con quay về hướng Đông Bắc như sư phụ nói, con khấn cha khấn mẹ, thì từ lúc đó thì con tin, tự nhiên là mình tin thôi, mình tin sư phụ, mình tin mà giống như cái niềm tin nó rất là mạnh, giống như mình không biết tại sao. Thì cái đó sau này thì sư phụ nói đó là cũng là nhân duyên, tức là lâu giờ mình không biết thôi, nhưng mà khi mà dơ lên á thì biết, thì mình quay đầu thì cha mẹ cũng ấy. Thì lúc đó con cũng chưa, tháng 9 là con cũng chưa có định về Thiên Long Sơn, tại vì nói cửa đóng, đại khái là lòng mình thì đã hướng về sư phụ lâu rồi, nhưng mà thấy con ở thắt xịt cho nên đi cũng không biết làm sao, rồi cũng không biết ai. Nhưng mà ở trên á thì cũng khiến mình, thì cho mình đi về, mọi sự là sắp đặt, thì con biết cái điều đó. Thì khi con về con gặp sư phụ và được nhận thì con biết mình có cái sứ mệnh, thì mình cũng muốn mình biết được cha mẹ. Bây giờ mình cũng đã có cái nền tảng là Phật pháp rồi, thì cái đó là cũng good. Thì trong lòng con bây giờ con sám hối với cha là đã lâu rồi mà con mới nhận lại cha mẹ, nhưng mà cái đó cũng không sao, tại vì mình vẫn là làm thiện,
con có cái may mắn là con cũng đi rất là nhiều khóa tu. Mình tại vì mình muốn giải thoát cho mình học hỏi rất là nhiều, mình tiếng thầy rất là nhiều, nhưng mà được cái là mình có cái bi trí dũng, cho nên mình không có thờ một cái thần hay là một cái thầy nào hết, mình chỉ nghe những cái đúng. Thì sau đó khi mà chưa bao giờ mà có một người thầy nào mà con tin tưởng như là sư phụ, thì không biết là mình cũng còn cũng cùng một cái ấy, thì con chỉ có một cái tâm nguyện là sẽ hoàn thành tất cả những sứ mệnh mà cha mẹ và sư phụ giao cho mình, sau đó là phát triển cái thiên tâm như là cái ý cha mẹ mong muốn, và kéo giúp giống như là cùng các huynh đệ tỷ muội là giúp kéo những cái linh căn, tất cả những cái linh căn mà như sư phụ mình dìu dắt nhau để cùng nhau về trời, và giống như làm sao trong cái huynh đệ tỷ muội mình là ngày càng yêu thương nhau, không có chia rẽ. Đó là cái ước nguyện của con thôi. Và con nguyện cái đời này thì con đã biết cha biết mẹ và biết mình ở đâu thì không có sợ chết. Thật sự hồi xưa thì mình sợ chết, nhưng mà trong cái 12 điều nguyện đó là cái điều nguyện không sợ chết là con làm được. Tại vì con nghĩ mà mình phải làm cho xong thì mình mới đi về, thì con chỉ có nguyện là con sẽ hoàn thành tất cả những cái gì mà bề trên giao cho con, và đời này được đi về cha mẹ thôi. Đó là cái nguyện của con thôi. Đệ tử của ba chia sẻ mấy lời con. Dạ, con kính chào sư phụ, kính chào mấy anh chị em. Con thì là Thu Ba ở Texas, chứ không phải là có một chị Thu Ba ở Vegas. Nhưng mà con thì 3 năm trước con cũng có duyên, con nghe sư phụ. Rồi cái tâm của con thì hồi xưa tới giờ mười mấy năm thì con lúc nào cũng muốn cầu đạo, nhưng mà con không biết phải đi tìm ai, mà con không biết đọc kinh. Nhưng mà con cứ trong cái lòng con là con biết được là con sẽ gặp được một cái người nào đó, nhưng mà không phải là những vị thầy trong chùa, cho nên con ít có đi chùa lắm. Rồi con cứ ngồi thiền, mà một mình con thiền thì con rớt lên rớt xuống mà con không biết con đi đâu. Cho nên khi tới mà con nghe được sư phụ nói chuyện, rồi sư phụ nói những cái lời gì sao con cũng tin hết trơn á. Con thấy sao cái ông này ông nói cái gì mình nghe mình thấy cũng đúng hết trơn vậy. Là lúc đó là con chỉ là mới nghe sư phụ 3 năm trước thôi. Rồi có duyên con đến Thiên Long Sơn. Khi mà lần đầu tiên con ngồi, con nhìn sư phụ thì con không có dám tới gần. Thì con mới nói trong lòng, con nói nếu mà chư vị mà thấy con mà có duyên với sư phụ thì xin chư vị nói cho sư phụ biết là sư phụ nhận con làm đệ tử. Nhưng mà con không có dám nói ra, con chỉ ngồi âm thầm cầu nguyện vậy thôi. Thì hai ngày con đến gặp sư phụ, thì tới ngày lần cuối cùng sư phụ bước lên xe thì vợ chồng con được cái duyên mà sư phụ nhận làm đệ tử hồi tháng 9. Cho nên từ đó tới bây giờ thì con thấy cái lòng của con nó thương sư phụ dạt dào, mà con không biết là phải diễn tả làm sao luôn. Mà con ngày nào con cũng giống như là con cứ nghe băng sư phụ, rồi con cứ mở sư phụ lên, con ngồi thiền đối diện với sư phụ, giống như là lúc nào sư phụ cũng ở cạnh bên con như vậy đó. Nhưng mà đọc kinh thì con sám hối là con không có giỏi đọc kinh, là tại vì ở đó giờ con không có đến chùa nhiều, cho nên con chỉ nhắm mắt con ngồi thiền thì lúc nào cái đầu của con nó cũng lân lân như là bay bổng như vậy. Nhưng mà con mỗi lần con bay thì con sợ con đụng cái nóc nhà hay là con không có trở vô nữa, thì con mới nghĩ tới con của con nó còn nhỏ quá, thì con bị rớt xuống cái bịch. rồi cái từ đó về sau con không có bay ra được nữa. Thì con rất là cảm ơn sư phụ. Từ ngày con gặp được sư phụ, con cứ nguyện là nếu mà con có cái sứ mệnh gì đó thì con xin cha mẹ cho con đủ duyên để mà đi theo, để mà hộ pháp sư phụ cho hai vợ chồng của con. Dạ con cảm ơn sư phụ. Thật sự những người mà có cái quyền lực từ trên trời mà xuống đây á, ở trong cái lại gia thức của mình, cái tập khí á, nhớ phải làm cái gì thì nó không có phải là thời gian. Nhưng mà Thiên Văn này theo thụ lâu rồi, có những đứa mới, nhưng mà đến lúc đến giờ mỗi đứa nó xuất hiện để làm mỗi cái nhiệm vụ. Chứ mà lúc đó thụ chưa có Thiên Long Cung, chưa có Thiên Long Giang nhận con sớm thì cũng không có gì, phải không? Thì mỗi một cái nơi, mỗi một cái gì, mỗi một người đều có
đến mà thời điểm á, cũng trong chân mà anh của sư phụ gì đến tuổi thì cha mới kêu con bắt đầu làm này, đức thầy kêu vài tháng nữa con phải làm này, thì là nó cũng có theo có ngày có giờ, chứ chúng ta không có tính là ngày nào biết sư phụ trước ngày nào sau, nó không có phải vậy nha. Rồi tới là tử trang con cũng có sứ mệnh mà, sư phụ kêu là đứa nào cũng có sứ mệnh đó. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cha Ngọc Hoàng Thượng, thế nam mô này được màu. Con kính chào sư phụ và các anh chị em ở đây. Trong lòng con rất là đau khổ. Con năm nay đã tròn 53 tuổi. Con vượt biên từ hồi con 8 tuổi, 9 tuổi. Con lúc con 20 tuổi, con đi lấy chồng. Cuộc đời con rất là khổ. Lấy một người chồng là kỹ sư, là một tiến sĩ kỹ sư rất đẹp trai. Con yêu anh đó bởi vì đẹp trai, vì học giỏi. Nhưng mà cuộc đời của con một cuộc tình bắt đầu từ lúc đó con đau khổ. Lúc con 21 tuổi là anh không có thương con yêu anh chứ anh không yêu con. Rồi tới lúc mà con mang thai thì anh nói con là hãy bỏ đứa bé đó, xúi con bỏ. Và con đã nghe lời ảnh, con đã phá thai. Và đứa bé đó đã theo con trong cuộc hành trình của con 20 năm sau. Con làm ăn, con rất là giỏi. Con học luật sư mà con học không thành. Con học kế toán con cũng không thành. Con làm ăn bao nhiêu công ăn việc làm cũng không thành. Con lên tới cả, con làm thành được cả triệu. Con cũng rớt. Con phá sản một lần. Con lên lại lần nữa, cũng phá sản tiếp. Cho tới ngày hôm nay, cuộc đời của con thì con có được một căn nhà. Qua căn thứ hai thì con lại lấy căn đó giao cho cha mẹ con. Căn thứ ba con cũng giao cho cha mẹ con, là làm tròn bổn phận bổ hiếu của con trong cuộc đời này. Xong rồi sau đó, con đau khổ cho tới 20 năm sau. 20 năm sau con tiếp tục là bởi vì giới ảnh với hai đứa con của con. Con muốn là có một người vợ và một gia đình hạnh phúc. Con tiếp tục đau khổ cho tới khi con của con tới 21 tuổi thì con hỏi là bây giờ làm sao? Muốn mẹ ở để đau khổ hay là muốn mẹ chấm dứt? Thì hai đứa con quyết định cho con mẹ cứ việc ly dị. Và con biết đầu con ly dị. Ly dị xong rồi thì bắt đầu con hành trình của con là làm ăn. Khi con làm ăn thì con cũng được cha mẹ thương con, phá sản hai lần, con trở lại ngóc đầu lại nữa. Và ngày hôm nay con cũng ok, không giàu như hồi xưa là phá sản hai lần. Con xuống đoạn đường cùng của đáy cuộc đời của con. Có nhà cao cửa rộng mà cuối cùng con phải đi ngủ một cái nhà nhỏ xíu. Rồi con bắt đầu lên, tới ngày hôm nay thì con ok. Nhưng từ ngày mà con gặp sư phụ online, đó là con nghĩ đó là một nhiệm vụ. Thì khi mà con gặp sư phụ trên online rồi con tiếp tục. Hôm nay con phải nói thành thật, con giấu trong lòng của con là phá con, phá thai. Và con của con đã theo con trong hành trình 20 năm qua, nó cũng không cho con được thoải mái. Nhưng mà con nguyện, lúc con có cha có mẹ thì con nguyện, cha mẹ ơi cứu con của con, cứu con. Con đã làm sai cái cuộc đời này, con đã quá sai rồi. 50 năm qua con đi đường sai. Hôm nay con chỉ muốn về, muốn về. Và con biết tới sư phụ của con, con sẽ là người đằng sau sư phụ và làm tròn bổn phận cha mẹ giao cho con. Con chỉ muốn vậy thôi. Còn chuyện tình cảm hay bất cứ một chuyện gì thì con cũng chấp nhận. Con của con á, là con bây giờ con có đứa con gái cũng rất là ngoan ngoãn. Nhưng thằng con trai lúc nào cũng bánh kem, cũng có nghe lời. Nhưng mà nó rất là thương con. Bây giờ con cầu xin cha mẹ, lỗi lầm của con bao nhiêu năm qua, hôm nay con mới khai sự thật. Con chưa bao giờ khai sự thật cho ai biết hết. Còn bây giờ hôm nay là con sẽ ấm hối với cha với mẹ, các anh chị em họ tiền ở đây với sư phụ. Con rất là khổ trong mấy chục năm qua. Nhưng từ ngày biết cha tới mẹ tới giờ con không có đau khổ. Những lúc vui con ngồi con nói mẹ ơi cứu con. Thì những lúc đó là mẹ điển cho con. Mẹ chỉ, con phải làm những thứ này những này. Con đây là con nói rất là thành thật. Cho nên con cảm ơn sư phụ.
đã cứu con, cho con biết cha, biết mẹ, biết tất cả mọi thứ. Con giấu cha mẹ con về, cha mẹ con là đạo Công giáo. Con giấu cha mẹ, con giấu hết tất cả mọi người. Con giấu không ai biết được về cuộc đời của con. Dù con xuống tận cùng đáy cùng, con cũng không cho ai biết. Tới lúc con không còn một đồng nào, con cũng không cho ai biết. Tới lúc con lên rồi, con cũng không cho ai biết. Đó là phận sự của con. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Rồi nghe rất là xúc động. Thì cũng vì đứa đại tử dễ thương này, hộ hôm nay lãnh cái nghiệp này. Chỉ hôm nay thôi, ai có hữu duyên hôm nay nghe mấy lời này, hộ xả một lần, hộ sẽ giảm thọ để lãnh cái nghiệp. Tất cả những đứa con họ Thiên có mặt hôm nay thôi nha, đừng có lo chuyện ngoài, cần phải lo chuyện lớn cho cha. Khi không có người, chiều nay hay mai đứa nào còn ở đây, cho hộ cái tên của đứa nhỏ. Nếu không có, sư phụ đặt cái tên, rồi sư phụ sẽ nói là từ đó nó sẽ không bao giờ dám theo các con nữa. Thì chỉ có hôm nay ở đây thôi, nhưng mà nói riêng sư phụ đi, con thì con ghen quá, con nói chung chỗ này. Thì hôm nay sư phụ mở lời vậy, thì đứa nào đã từng làm sai giống như cái chuyện tương tự này thì sư phụ sẽ giúp được, coi như thì sám hối. Con biết sư phụ đọc được ý của con nói thiệt, tất cả những gì trong đầu con nghĩ sư phụ đọc được hết thôi quý vị ơi. Con nói thiệt luôn, bởi vì hôm nay con phải sám hối con và tàn thật con nói hết. Con giấu, nhưng mà mẹ hôm qua mẹ hôm kia mẹ có điểm cho con rồi. Mẹ nói con phải nói, con phải nói. Hôm qua mẹ cũng cho con biết là con phải nói. À, lúc đó nó mấy tuổi rồi con, nó năm nào? Lúc đó con 20, như là con 21. Như 22, 23 tuổi. Giờ sư phụ đặt tên, con đặt tên nó lúc đó. Con đặt tên luôn, Thiên Hoàng Hiếu. Sư phụ hôm nay nhận Thiên Hoàng Hiếu làm đệ tử trong Vô Vi. Con từ nay sẽ là một vị hộ pháp vô hình tí hon, không có được làm phiền mẹ nữa. Và con sau này sẽ tái sanh là một người của con họ Thiên trong cái thế hệ sau. Thì hôm nay Thiên Hoàng Hiếu nó cũng nghe rồi đó. Hô ra lời là nó hiểu rồi. Thì con cũng yên tâm đi, hôm nay con có an đảm. Con không sợ đâu sư phụ. Con đã nói sư phụ, con sẽ bảo vệ sư phụ. Dù con mắc nạn này con cũng chấp nhận bảo vệ sư phụ. Vậy tại sao mà khi mà có những chuyện là con đứng dậy, con không có sợ chết đâu. Con đứng dậy con bảo vệ sư phụ. Tuy là con là nữ thiệt, nhưng con không sợ đâu sư phụ ơi. Rồi đứa kế tiếp, Trang đâu rồi? Rầm với sư phụ rồi. Trang là dưới Ocean Market.